Hello, xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách để mà tạo một cái server game GTA. Đó. Thì bước thứ nhất thì chúng ta sẽ phải có cái resource. Resource thì cái này các bạn có thể mua nhé. Mua hoặc là xin cũng được. Nếu mà có ai mà kiểu rằng là có những cái resource free để anh em tìm hiểu ấy, còn nếu mà anh em muốn mở server để mà chơi được thì anh em có thể là mua resource nhé. Đấy thì mình cũng đã có resource sẵn rồi. Đó, đây là mình chỉ hướng dẫn các bạn cách mở thôi. Hiện tại trong đây của mình đã có resource rồi. Nên là mình sẽ setup nhé. Bước đầu thì mình phải có phần mềm SamPP. Đó. Thì PP. Đó, các bạn download cái này về cho mình nhé. Cái này thì mình download sẵn rồi. Đấy. Bạn start hai này lên. Đó là bước đầu tiên. Bước thứ ba thì các bạn phải có phần mềm là ID SQL. Đấy. ID SQL đó. Thì trong cái resource của các bạn mua thì nó sẽ có file resource server và file SQL. Đó. Thì bước thứ nhất là các bạn sẽ phải vào cái server này. Đó, các bạn sẽ config. Ở đây nó sẽ một cái cây. Có một cái cây nhá. Cây thì các bạn sẽ phải lên cây file cây master file m.net và tạo tài khoản cho mình. Đây mình tạo sẵn rồi. Đó. Thì sau đó các bạn sẽ tạo một cái cây. Đó, rồi các bạn copy cái cây đó. Các bạn bỏ vào đây. Đó, rồi các bạn lưu lại nhá. Và sau khi mà ta mà đã xong làm xong những bước đấy rồi, các bạn tải cho mình một cái là FX server. Đó. FX server đó. Tải về nhé, tải bản mới nhất luôn nhé. Bạn bấm đây để tải về. Sau khi tải về thì giải nén ra thì nó sẽ được một file là như thế này. Đó. Thì chơi thì sau khi mà xong như thế này thì các bạn bật cái file FX server này lên này. Đó, rồi để cho nó chạy. Khi mà các bạn chạy lần đầu tiên ấy, thì là nó sẽ nhảy ra, nó sẽ tự bật cái web lên để cho mình setup. Thì ở đây thì là mình đã setup rồi nên là nó sẽ không hiện nữa. Đó thì các bạn sẽ vào localhost 4012 và các bạn login cái file m nhé. Login cái file m này. Đó. Đây là mình đăng nhập bằng cái tài khoản file mình đã lưu sẵn rồi. Thì các bạn chỉ cần đăng nhập vào được. Sau khi đăng nhập thì là đây mình setting sẵn rồi. Đây là mình sẽ làm lại từ đầu. Đấy, sau khi mình setting xong ấy thì nó sẽ lên như thế này. Thì nó sẽ lên server name, các bạn chọn là đặt tên này, rồi các bạn chọn là local server data, rồi các bạn lấy cái link này nhá, cái link mà đường dẫn đến cái gì xua của các bạn này, bạn chọn cái đường dẫn này nhá, đường dẫn đến cái server này, đó server.cfg đó, copy cái đường dẫn này, đó, dán vào đây. Bạn bấm next. Đó. Vào đã được thành công thì bạn bấm save này. Bạn start này. Đó. Và cái này là để đến nó chạy xong cái này thì là mình có thể vào được file nhá. Nghĩa là cái server của mình đã hoạt động rồi. Đây là mình đang chạy trên máy nhà nhá. Bạn nào chạy ở VPS ấy, thì các bạn cũng sẽ làm tương tự như thế. Nhưng mà các bạn sẽ phải mở port nhá. Mở port cho VPS gì để người khác có thể connect được vào cái IP của cái VPS để vào server. Hay là mình chạy lại là sẽ hơi lâu vì cái bàn chuột này của mình nó hơi đầy đủ và nhiều chức năng quá. Đó, như này là xong nhá. Thì các bạn vào file m. Thì mình hiện tại đang chạy máy nhà nên là mình sẽ không connect bằng IP nhá. Thì mình chạy localhost.
Đó, và sau khi mình chạy trên máy nhà thì nó sẽ hiện cái server mình ở đây. Còn nếu như các bạn muốn chơi với nhau để test một hai người vào test thì các bạn thì có thể dùng cái Radmin. Đó, Radmin VPN này các bạn tạo cho mình một cái network. Đấy. Tạo này, bạn ghi tên xong rồi nhập hai lần pass vào. Xong thì ai muốn chơi để connect vào cái server của máy nhà mình ấy thì mình sẽ đưa cái tên và cái pass mình vừa tạo ấy cho người ta kết nối ấy là được. Đó. Hiện tại mình chỉ dùng demo cho một mình thôi nên là mình cũng không bật bật nó, rồi mình connect vào server này. Đó. Đây sẽ là server của mình nhá. À mình quên, mình vẫn đang có thiếu một bước cho mọi người nhé. Sau khi mà mọi người đã setup xong đến cái bước này rồi thì các bạn phải set SQL nha. Rồi, mọi người sẽ phải set SQL này, đâu SQL đây, SQL đây. Thì các bạn sẽ mở bằng cái phần mềm mà hidden id SQL nhá, các bạn kích hai lần vào này, đó, rồi mở chọn với lại ID SQL. Đó. Rồi các bạn bấm Open. Okay. Rồi. Sau khi đó là ở trong đây của mình là đây là mình tạo sẵn rồi. Đây là mình sẽ làm lại từ đầu nhá. Đó, sau khi các bạn mở lên thì nó sẽ như này. Cái suộc này của mình là sẽ dùng F8 để mình set admin nhé. Còn bình thường là các bạn sẽ làm như bước vừa rồi là sẽ phải vào trong
máy bay rồi, bây giờ mình có thể đi xe bay được rồi. Đây là xe bay của mình. Đó, thấy không? Mọi người là nào mà đang có muốn học mở server hay rằng là muốn mở một cái server hay là muốn mua gì xuộc fix lỗi như nào thì có thể vào cái room Discord của mình nhé. Cái room Discord của mình thì mình sẽ để ở dưới link mô tả nhé. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhé. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ like và subscribe cho kênh mình nhé. Và thắc mắc thì mọi người cứ liên hệ vào Discord của mình nhé. Cảm ơn mọi người.